Mbappé đi vào lịch sử Ligue 1. Rạng sáng ngày 14 tháng 5, tiền đạo sinh năm 1998 lập cú đúp, giúp PSG thắng Ajaccio 5-0, qua đó trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi 25 bàn ở 4 mùa Ligue 1 khác nhau. Sau khi hoàn thành án treo giò 2 tuần, Lionel Messi trở lại đội hình xuất phát của PSG. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina không để lại nhiều dấu ấn khi bị hàng thủ Ajaccio dành sự chăm sóc kỹ lưỡng suốt 90 phút. Trong khi đó, Kylian Mbappé lại tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào 3 trên 5 bàn của PSG, trong đó có 2 lần trực tiếp ghi bàn. Trong lịch sử, chỉ 2 cầu thủ ghi 25 bàn trong 4 mùa Ligue 1 khác nhau là Mbappé 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 và thay Shizuki 1955-56, 1956-57, 1958-59, 1959-60. Trước đối thủ đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ, PSG đẩy cao đội hình tấn công và sớm có bàn thắng vào lưới Ajaccio ở phút 22. Fabian Ruiz xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật bằng má ngoài, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Đến phút 33, Mbappé ngã người dứt điểm trong vùng cấm nhưng không thành công. Hakimi có mặt đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 2, không cho đội chủ sân Parc des Princes. Trong ít phút đầu hiệp 2, 47 và 54, Mbappé tỏa sáng với cú đúp. Bàn thắng đầu tiên từ cú sút cận thành. Pha lập công thứ hai của Ninja Rùa là một siêu phẩm vô lê tung nóc lưới đội khách. Những phút cuối, Ajaccio còn nhận bàn thua thứ 5 sau tình huống phản lưới của hậu vệ Mohamed Youssao. Mbappé trở thành cầu thủ đầu tiên của thế kỷ 21 ghi 25 bàn trong 4 mùa Ligue 1. PSG giữ vững ngôi đầu Ligue 1 với 6 điểm hơn đội đứng thứ 2 trong khi mùa giải 2022-23 chỉ còn 3 vòng.